xin mời các bạn cùng Phạm Thâu Vlog sẽ tiến vào để tham quan vườn Giê-xu. Đây là vòng tay Giê-xu giáo xứ Thanh Châu. Khu vực vui chơi này, vui chơi bổ ích này mới tạm hoàn thành, chưa hoàn thành hết như người giáo dân ở đây nói là mới tạm hoàn thành, và sẽ vẻ đẹp còn sẽ diễn ra còn đẹp hơn vài nhiều. Mời các bạn cùng Phạm Thâu sẽ tiến vào để tham quan, gọi là vòng tay Giê-xu giáo xứ Thanh Châu. Các cháu đang vui chơi trên thảm cỏ. Đây miễn phí các bạn nhé. Bây giờ em bé này. Á chà em bé, á chà em bé. Vui chơi lành mạnh các bạn nha. Đây thuộc vườn của giáo xứ. Đây từ vòng tay Giê-xu này vào nhà thờ rất gần. Trước ta đây lại có một vườn mân côi. Và có một sân bóng nằm bên cạnh vòng tay Giê-xu. Ở đây giáo xứ đây gần biển và một cánh đồng rất là thoáng mát, về buổi chiều gió nam, gió biển thổi vào rất mát các bạn.
Thưa các bạn, là còn ao hồ ngoài kia đang xây dựng. Và trên cây đa đây là có một tượng Chúa Giêsu nhưng mà chưa chuyển về, chưa được hoàn thành. Đó, ngoài đấy còn ao hồ ngoài đó nha các bạn nha, cộng đó. Và tiếp đây là một sân bóng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Và chào các bạn xa quê, nhất là những người bà con của giáo xứ Thanh Châu, hạt Nam Thiền Hải, giáo phận Thái Bình. Các bạn xa quê vì công việc, vì Covid không về với quê hương xứ sở được qua hình ảnh nhỏ này. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Phạm Thâu để Phạm Thâu có động lực làm nhiều video để phục vụ các bạn một ngày một tốt hơn. Nếu có điều gì làm không hài lòng các bạn, mong các bạn thông cảm bỏ qua. Xin chào và hẹn gặp lại.